Với thành công, xin trân trọng kính chào quý vị đến với phần 2 của chương trình Người Việt trên đường tị nạn hướng đến tương lai cùng với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long. Xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi cuộc mạn đàm với chủ đề Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long, con đường cứu nước. Kính thưa giáo sư, nguyên nhân và động lực nào để khiến giáo sư chuyển trọng tâm từ cống hiến vô vị lợi về giáo dục và xã hội cho Hoa Kỳ và quê hương Việt Nam qua đến một cái lĩnh vực to tát hơn liên quan đến sự tồn vong của đất tổ Việt Nam là mưu cầu một con đường đuổi tàu cứu nước? Cảm ơn anh. Tháng 3 vừa rồi, trước khi về thăm viếng Việt Nam, tôi còn hy vọng các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam theo gương của các ông tướng Miến Điện mà chuyển hướng. Như quý vị đã biết, nhiều năm trước, các ông tướng người Miến Điện có liên lạc với Trung Cộng. Nhưng rồi sau một thời gian mà họ làm việc với Trung Cộng đó, họ biết dã tâm của Trung Cộng là thế nào cũng sẽ xâm lăng chiếm nước Miến Điện. Thành ra sau đó họ sẵn sàng chuyển quyền, họ sẵn sàng thả cái bà đối lập là Sang Suu Kyi. Thành ra bây giờ bà đó đang là cầm đầu chính phủ của Miến Điện. Nhưng sau vài ngày tôi về Việt Nam, tôi biết đó quá trễ. Các ông Cộng sản Việt Nam đã bán nước cho người Tàu. Nhiều năm về trước, những tỉnh ở miền Bắc mình đã được biết là có người Tàu vô, họ cho người Tàu ở nhiều rất là nhiều năm, họ có dùng tiền Tàu, dùng biểu ngữ Tàu, nói tiếng Tàu và họ có lính không cấm không cho người Việt Nam vào. Mới đây chúng tôi đi về, tôi đi những thành phố như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, đi đâu cũng gặp rất Tàu và thái độ họ rất là nghênh ngang, họ làm như đã làm sở hữu chủ của nước mình. Một tỉnh ở ở Đà Nẵng, gần Đà Nẵng cũng đã vào trường hợp đó là họ cấm người Việt Nam vào, và ở Bình Dương, ở miền Nam cũng như vậy. Thành ra tôi thấy là việc người Cộng sản, chính phủ Việt Nam đã bán nước mình cho Cộng sản Tàu. Tôi không thể nào mà đứng nhìn họ chiếm nước mình như vậy được. Thưa giáo sư, đất nước và người dân Việt Nam hiện tại đang ở một cái hoàn cảnh là một cổ hai trồng. Và trong lúc giới lãnh đạo đất nước là nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dâng biển cắt đất và thần phục Trung Cộng và thẳng tay đàn áp những tiếng nói yêu nước của người dân trong nước. Và phía chúng ta ở đây là những người Việt ở tại hải ngoại thì không có tư cách chính danh trên trường quốc tế để mà đòi hỏi sự độc lập cho đất nước Việt Nam. Vậy thì thưa giáo sư, điều gì để làm cho giáo sư có được sự vững tin là cái ước mơ đuổi tàu cứu nước nó có thể thành sự thực? Trong lịch sử oai hùng của Việt Nam, mình đã đánh đuổi dân xâm lăng từ phía Bắc gấp hơn 10 lần. Chẳng hạn như Hai Bà Trưng, đến Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Bôn, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung vân vân đã hơn 10 lần. Cả những lúc mà phía Bắc là một cường quốc thế giới, mình vẫn có thể đuổi được. Thành ra tôi chắc chắn rằng cuối cùng mình sẽ thắng vẻ vang. Bây giờ nước Tàu rất mạnh, là họ rất là hiểm độc. Thành ra cuộc chiến đấu này đó sẽ cần những sự hy sinh của nhiều triệu người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại. Và sẽ lâu dài, có thể sẽ hơn 25 năm, có thể sẽ hơn 50 năm. Nhưng cuối cùng tôi chắc chắn mình sẽ thắng. Và tôi có thể là không có còn ở lại để mà nhìn sự thắng vẻ vang đó. Thành ra trong cái kế hoạch của tôi sẽ luyện cho hai thế hệ kế, để hai thế hệ kế đó tiếp tục công việc đuổi tàu cứu nước. Được biết là giáo sư và phong trào Việt Hưng sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt tại Đại học George Mason, cũng trong building mang cái họ Nguyễn của giáo sư, vào ngày 16 tháng 9 sắp đến. Xin giáo sư cho biết về chương trình này cũng như mục đích của giáo sư khi thực hiện cái chương trình Ngày Lịch sử và Văn hóa Việt Nam tại Đại học George Mason. Sơ lược chương trình cũng gồm những ban nhạc rất là yêu nước của chúng ta như Bạch Trần Giang, Xuất Binh, và sẽ có hai cái kịch của các
sinh viên trẻ ở trường George Mason đảm nhiệm, đó là kịch Hội nghị Diên Hồng và kịch Hai Bà Trưng. Khi tôi nói chuyện, tôi sẽ muốn hô hào, cổ động một số những người Việt Nam đồng tâm, đồng tính cùng với tôi làm việc để trong việc đuổi tàu cứu nước. Tôi hy vọng là sau cái cuộc nói chuyện ở George Mason University, tôi sẽ có dịp nói chuyện thêm vài chỗ ở nước Mỹ như Nam Cali, Bắc Cali, Houston, và tôi sẽ hô hào, cổ động nhiều người theo cùng với tôi làm việc. Tôi muốn hợp một cái nhóm nòng cốt của phong trào Việt Hưng. Nhóm đó sẽ là nhóm lãnh đạo của phong trào Việt Hưng. Những kế hoạch, những chỉ thị, những hành động sẽ xuất thân từ cái nhóm đó. Và không những như vậy, tôi hy vọng là ở những nước khác như nước Pháp, nước Anh, nước Đức, Tây, Canada và Úc cũng sẽ có những nhóm Việt Nam như vậy, và chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đuổi tàu cứu nước. Thưa giáo sư, với một cái chương trình ý nghĩa như vậy, thì làm sao những người Việt đồng hương ở vùng Hoa Thịnh Đốn mà lưu tâm tới đất nước có thể tham dự cùng với giáo sư? Xin quý vị các thính giả nhìn trên màn ảnh có tin tức information để quý vị ghi danh trước. Chúng tôi yêu cầu quý vị ghi danh trước để chúng tôi có thể tổ chức buổi họp hoàn hảo hơn, đón tiếp quý vị tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, chương trình Người Việt trên đường tị nạn hướng đến tương lai với giáo sư Nguyễn Võ Long đến đây xin tạm ngưng. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Võ Long, và xin kính chúc giáo sư tiến sĩ và phong trào Việt Hưng sẽ gặt hái được nhiều thành quả như ý trong sinh hoạt lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Đại học George Mason vào ngày 16 tháng 9 sắp đến. Cảm ơn anh Công và kính chào quý vị khán thính giả.